được ấy. Rồi cứ lúi lúi lúi. Nhưng mà muốn đi. Ai ai? Bé Lan Anh cho chồng bé Lan Anh. Thôi. Bé Lan Anh đi. Lan Anh lắm. Mặt Lan Anh cũng có nét. Đúng có nét Joker. Đúng rồi đó. Vậy nhưng mà giống Joker. Lớn lắm. Trước khi anh làm á em. Em nghĩ là anh dùng lớp kem nền này nè, nó phù hợp với Lan Anh hơn á. Anh rửa tay chưa? Anh hả? Đâu cần phải rửa đâu, chưa, đâu cần phải rửa đâu. Anh dùng cái này thì đừng có chạm tay lên da em tại vì em dễ kích ứng. Xin chúc mừng Lan Anh. Lan kim, lan kim. Lan kim mắt á, răng mắt á. Trời giống như là anh đang sơn tường vậy á. Ờ. Các anh chuẩn bị sẽ được. Nha, nhớ là sóc cưa lại cho này nè. Mình chuẩn bị kẹo. Ghê quá trời ơi, sao mình thua vậy? Gỡ kính ra. Em hỗ trợ cho. Chị ơi cứu em. Thôi mới đi em. Nè hình mẫu nè, hình mẫu nè, hình mẫu nè. Ngọt không ạ? À? Ngọt không? Cái lớp kem này nhìn đánh ok quá ha. Em đánh thì có tâm luôn á. Trời ơi. Dễ thương, dễ thương. Em có tâm lắm mọi người. Từ từ. Em đang có một cái idea nữa. Cái khúc mà Như make up cho Lộc á, thật sự á là chỉ suy nghĩ là đánh cái lớp cho nó trắng, cho nó bệt, cho nó trắng. Chứ xong rồi tự nhiên đang đánh thì xong suy nghĩ ra tại sao mình không hái chơi hai cái chấm tròn màu đỏ này vô nhìn nó sẽ rất là dễ thương. Thì mọi người mới bảo là ủa đây là ai vậy? Sao kêu trời ơi, cái này thật sự là chỉ là trong cái trí tưởng tượng thôi chứ sao mà biết đây là ai? Rồi xong rồi mới họ Lộc nên phải biết cảm ơn. Thì thật sự là cái tác phẩm của Nhân nó nhìn dễ nhìn nhất lắm. Nó không có phải là giống như mọi người nhìn nó đáng sợ, nhìn nó hơi ghê. Trong thế này thì không biết là nên vui hay nên buồn, nhưng hả hê nhất vẫn là đội chiến thắng. Vui là thế đấy, nhưng giờ phải đi tẩy trang, chắc mệt không kém. Khổ chưa? Thấy khổ chưa? Khổ thiệt á. Bày chi? Đâu? Ai vậy? Dạ? Ai đẻ vậy? Bày chi? Bày ủa, cái này là do mọi người... Giờ dọn đi thấy không? Giờ do mọi người đi chơi pizza chứ bộ. Ai? Ai đòi đi chơi pizza hả? Ủa? Tôi đâu đòi đâu. Ai đòi đi chơi pizza? Giờ bạn bay đi, mặt tôi giờ bạn dọn đi, cái trách nhiệm đi. Ủa tại trang có gì ghê gớm không? Ghê chứ em, ghê lắm. Tại vì tại trang thì không có gì ghê. Nhưng mà tẩy cái mặt em thì thấy ghê. Nhẹ thôi anh, bây giờ anh có ghét cảm giác ghê. Từ từ, nhẹ thôi. Không nhẹ, hơi bị nhiều lắm. Ủa gì nước tại trang có máng không? Nó chùi mạnh quá. Làm đường làm, khác làm. Nước tại trang thấy mát không anh? Rạc mát quá. Ủa gì mấy chị em có máy không? Cái mặt con Lộc nó dễ thương ghê, nó cứ xà xà mà nó cứ ngây sao. Rồi bây giờ nhắm mắt lại nha. Vậy mới quen được con bé này. Hợp nha. Đúng là vậy mới quen được con bé này. Trời ơi, em nói với anh là không có quen thiệt. Ghê, còn nhìn ở đây nè. Trời đất ơi, nhìn giống như là chuẩn bị tra tấn. Nhìn cái tôi nhẹ nhàng. Thấy không? Nè, nhìn thư giãn. Nó quen làm quen rồi, cũng quen rồi nó vậy. Trời coi người ta cưng chưa kìa. Bữa thứ hai nó còn xuất phát từ tình yêu thương trong đó nữa. Yêu xa á. Yêu xa nó lâu ngày gặp lại như vậy á. Ủa, có sửa luôn mặt không? Có. Rồi, lên sửa luôn mặt lên xong. Ok. Anh muốn nhìn lại cho nó quen là điều này. Phúc nghĩ là Phúc có một chút tình cảm. Không phải gọi một chút tình cảm, mà gọi là có tình cảm cho Tuyết hơn là so với các thành viên nữ còn lại. Và Phúc cũng cảm nhận theo hướng ngược lại, Phúc nghĩ là Tuyết cũng có dành một chút tình cảm dành cho Phúc. Xong rồi anh lên rửa mặt lại là được rồi. Dạ cảm ơn em. Anh nghĩ sẽ để vậy luôn, tại anh thích da anh trắng hơn xíu. Cảm ơn em nhiều. Sau khi các chàng trai ra về và cánh cửa phòng nữ đóng lại thì đó chính là lúc những cảm xúc thật sự được bộc lộ. Cuộc đời của Lan Anh là chơi cũng dính vô anh Trung hả? Sao nãy bà không nhờ anh Trường dễ ta? Ông dành mà bà. Thì vậy thích mà. Nói lắm kìa, hồi nãy còn đụng tay vào đùi tôi cơ. Kiểu như cố tình đụng chạm vậy á. Nhưng mà em hiểu không, kiểu giống xong như là lúc ngồi còn mày là tính nắm tay em cơ. Xong rồi lúc lấy đồ á, chóng vậy nè. Vô tình đó em, Hàn Quốc hay vậy đó. Thì tôi ghét lắm luôn á, tôi ghét những người mà có hành động như vậy với tôi á. Nó là cái cách thể hiện sai lầm luôn á, kiểu rất là bất lịch sự luôn. Thì nếu mà anh coi được chương trình này á, thì cái cách anh nói chuyện như kiểu là anh làm chủ tất cả mọi thứ, anh là một người hấp dẫn nhiều người theo đuổi, nhưng mà hình như anh nghĩ sai rồi.